Hey, xin chào các bạn. Ở buổi trước thì chúng ta đã xây dựng xong chức năng thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng. Tiếp tục ở phần này thì chúng ta sẽ xây dựng trang hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ và xóa một sản phẩm bất kỳ ở trong giỏ hàng. Tuy nhiên thì đối với phần trước chúng ta sẽ có một chút thay đổi ở chỗ này. Các bạn có thể nhìn thấy ở chỗ XL này. Đối với trường hợp mà giỏ hàng của chúng ta đã có sản phẩm trong giỏ và chúng ta tiếp tục thêm một sản phẩm khác vẫn chưa có ở trong giỏ thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào? Thì ở chỗ này mình sẽ xử lý lại một chút như thế này. Có nghĩa là gì? Khi mà thêm sản phẩm ở trong giỏ thì mình luôn luôn lấy sản phẩm ở trong giỏ ra, nếu không có thì gắn thành collection, và mình cũng luôn luôn đi where để kiểm tra xem là cái sản phẩm này có trong giỏ hay chưa. Thì đối với trường hợp mà sản phẩm nó chưa có ở trong giỏ hoặc là giỏ hàng của chúng ta bằng không, có nghĩa là chưa có sản phẩm nào, hoặc là cái sản phẩm ở trong sản phẩm mà chúng ta đang muốn thêm chưa có trong giỏ, chính là cái thằng này bằng null như thế này, thì chúng ta sẽ mặc định sẽ thêm một sản phẩm vào phần số lượng của cái sản phẩm đó. Thêm số lượng là 1. Còn trái lại thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đó, ok chưa? Cuối cùng thì chúng ta sẽ put nó như thế này. Đó, chúng ta xử lý như thế này thì ok hơn. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta xử lý như thế này thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Đó, chỉ có một chút thay đổi như thế này thôi. If else ở trên này. Và chúng ta sẽ, cuối cùng là chúng ta put cái sản phẩm đó vào trong giỏ thông qua cái cast này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trang danh sách. Ví dụ anh thêm một sản phẩm vào giỏ này, các bạn sẽ thấy nó tăng lên 1. Quay trở lại đây, thêm một sản phẩm khác, ví dụ sản phẩm số 2 này, mình thêm vào thì nó tăng lên 2. Đó, quay trở lại đây, thêm sản phẩm số 2 tiếp thì nó vẫn phải tăng lên 3, vì số lượng sản phẩm trong giỏ lúc này là 3. Khi chúng ta click vào đây thì chúng ta về trang danh sách giỏ hàng, thì lúc này chúng ta sẽ phải hiển thị trang danh sách giỏ hàng. Ở đây anh sẽ vào phần view. Đây, view của phần end. Anh sẽ tạo ra một cái folder là cat có s như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái folder là index.blade.php. Chúng ta sẽ load view lên. Thông qua cái này thì chúng ta sẽ load view. Đó, thì view ở đây nó sẽ là phần end cast.index như thế này. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ cập nhật trang frontend này, thì anh sẽ lấy nó gần giống như thằng home, gần giống như trang home. Đây, để chúng ta kế thừa này, anh sẽ bỏ cái phần shipping đi này, bỏ cái phần port choice đi. Đó, và tạm bỏ cả phần này đi. Đó, chúng ta chạy nó lên. Đó, chắc chắn là chúng ta sẽ có cái giao diện này, và chúng ta sẽ bỏ luôn cả cái phần này đi. Đối với phần home, chúng ta sẽ bỏ luôn cả cái phần kit này đi. Category choice. Đó. Chúng ta chỉ hiển thị đơn giản là trong phần này đó là gì. Chúng ta có một cái title là sản phẩm, trang sản phẩm. Thì chúng ta làm như sau này. Chúng ta lấy title giống như thằng category. Thì ở đây chúng ta làm như sau. Anh sẽ theo cái thằng product list này, nó có một cái title này, đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, anh sẽ đưa nó vào đây như thế này. Đó, ok chưa? Rồi, thì ở đây anh sẽ để là giỏ hàng. Giỏ hàng của bạn. Đó, chúng ta chạy nó lên. Đó, chúng ta sẽ nhận được cái thông tin như thế này. Ok chưa? Sau đó trong giỏ hàng này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có một cái div là row, có class là row. Trong đây chúng ta sẽ tạo ra một cái table. Thì anh sẽ tạo ra một cái table đơn giản như thế này. Chúng ta có table với width là 100%. Đó, với border sẽ là 1. Các bạn có thể làm cho nó đẹp hơn bằng cách CSS thêm cho nó. Ở đây thì anh sẽ để mặc định thôi, đơn giản như thế này. Đó, trong này chúng ta sẽ có tr, thì có td,
cái ID của sản phẩm. Tiếp theo anh có cái TD tiếp theo là tên sản phẩm. Tiếp theo sẽ là giá bán. Giá sản phẩm. Giá thật. Đơn giá. Cuối cùng là có một cái TD thể hiện cho số lượng mà chúng ta đang mua. Cuối cùng là sẽ là thành tiền. TD tiếp theo là thành tiền. Tức là tổng tiền của cái sản phẩm này. Đây, chúng ta chạy thử nó lên nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái bảng nó như thế này. Đó. Nó đơn giản như thế này thôi. Các bạn có thể chế cháo cho nó đẹp hơn cũng được. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt hai lên, ví dụ như là ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đưa các thông tin vào. Thì chúng ta sẽ truyền sản phẩm ra. Thì sản phẩm đơn giản là chúng ta lấy từ section thôi. Vì sản phẩm ở trong giỏ mà. Thì chúng ta sẽ là section cho đến get như thế này. Với cái key mà chúng ta đang để là cast nếu có, còn trái lại vẫn truyền ra collection như thế này. Cuối cùng anh sẽ truyền ra bên ngoài view này cái sản phẩm có danh sách sản phẩm đang có trong giỏ là cái product này. Ở bên ngoài này chúng ta chỉ làm một việc đơn giản, đó là for duyệt sản phẩm này. Mỗi lần chúng ta lấy ra được một sản phẩm như thế này. Ok chưa các bạn? Và end for đó, chúng ta sẽ nhân nó lên bằng cách là ok chưa? Anh sẽ để trước ở đây. Và đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra ID. Thì chúng ta sẽ in product ID ra như thế này. Cho đến ID. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy ra name. Chúng ta có name. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có đơn giá. Thì đơn giá này anh sẽ để trong number format để chúng ta chuyển nó thành dạng format tiền tệ như thế này. Đó, số lượng thì chúng ta sẽ in nó ra. Anh sẽ đặt số lượng vào trong cái input. Và value ở đây sẽ là gì? Sẽ bằng QTI, cái mà chúng ta đã xử lý ở phần controller card rồi. QTI. Đó, cuối cùng chúng ta sẽ có thành tiền. Thì thành tiền bản chất của nó là tổng tiền giữa thằng số lượng nhân với đơn giá. Thì chúng ta sẽ ném nó vào trong format number như thế này, QTI, và chúng ta nhân với đơn giá. Thì chỗ này nó sẽ là price. Đó, chúng ta chạy thử nó lên. Chúng ta đã có một cái lỗi format number, chúng ta thiếu một cái param của format number anh phải không. Chỗ này chúng ta sẽ cho nó vào ngoài, chạy nó lên. Syntax error không format, sorry, đây sẽ là phải là price, sorry các bạn. QTI nhân price này, number format product. Đang đang đúng rồi. Đây, rồi chúng ta có thông tin số lượng như thế này. Phần số lượng anh sẽ cho nó nhỏ lại một chút. Số lượng thành tiền, chúng ta có một cái gì đó sai sai ở đây, có 3 sản phẩm nhưng mà một cái 199 của chúng ta này, 199 nó đang không tăng. Rồi chúng ta đang bị xử lý sai các bạn ạ.
do anh vừa sửa ở đây. Đối với trường hợp này thì ok này. Đó, nhưng đối với cái thằng này thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì nữa. Đối với cái mà chúng ta cập nhật lên ấy, đó, chỉ cần như thế này thôi. Rồi, thế thì anh sẽ hủy cái section này đi. Các anh chạy lại như thế này. Tắt trình duyệt đi. Vì section tắt trình duyệt là nó sẽ mất. Rồi, ok. Anh sẽ clear hết đi. Bây giờ chúng ta xử lý mua này. Đó, thêm vào giỏ này. Rồi, ok. Quay trở lại mua tiếp này. Đó, tăng lên này. Đây, cái 1171 tăng lên 3 này. Mua lại cái 1171 này. Quay lại trang chủ. Đó, kích vào giỏ hàng. Rồi, ok, các bạn sẽ thấy chúng ta có thông tin thành tiền và giá như thế này. Ok chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ làm gì? Bây giờ anh sẽ thực hiện công việc đó là xóa một sản phẩm ở trong giỏ. Anh sẽ tạo ra một cái cột là xóa. Đây sẽ là action. Thì dưới này anh sẽ có một cái cột là xóa. À, như thế này. Đây sẽ để là xóa. Okay chưa? Khi chúng ta click vào xóa thì nó sẽ thực hiện công việc xóa. Center. Đây. Được chưa? Đó. Thế đối với cái xóa này thì cái router của chúng ta đang là chúng ta đang để delete. Chính vì vậy như trước anh mới nói là lúc trước làm anh mới nói nên để là get vì nó là thẻ liên kết. Thì chúng ta làm nó được phải thêm form mà nó đỡ mệt. Thì đây anh sẽ truyền đi cái ID. Đó, thì trong các controller anh sẽ nhận được cái ID mà chúng ta cần xóa. Đây, nó như thế này. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nó thông qua cái cú pháp như thế này. Title là xóa. Thì router đây nó sẽ là router name này. Và chúng ta truyền đi một cái ID. ID sẽ bằng gì? ID sẽ bằng product cho đến ID. Như thế này. Ok chưa? Anh chạy nó lên này. Đó. Thì chúng ta sẽ gọi được đến phương thức xóa. Thì trong phương thức xóa này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhận được cái ID rồi. Và chúng ta sẽ lấy ra cái cast. Bản chất chúng ta lại lấy toàn bộ sản phẩm ở trong giỏ ra để chúng ta xem là à chúng ta sẽ phải xóa sản phẩm nào đây, kiểu như vậy. Được chưa? Đây, anh sẽ lấy ra cái cache này. Đó. Và trái lại nếu không có thì sẽ là collect. Default vẫn là collect để đảm bảo chúng ta có sự nhất quán về kiểu dữ liệu cho cái thằng cache này. Đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ xóa sản phẩm, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm của thằng Laravel trong collection. Đây, anh sẽ mở lên để chỉ cho các bạn thấy luôn. Trong Laravel collection thì chúng ta sẽ sử dụng một hàm này, collection. Đây, chúng ta sẽ sử dụng hàm đó là reject. Đây, chúng ta sẽ sử dụng hàm này.
Ok chưa? Thì hàm này nó sẽ reject theo một cái điều kiện nào đấy và nó sẽ trả về cái số phần tử còn lại trong cái collection sau khi đã reject, thì nó sẽ viết như thế này: cast trở đến reject như thế này. Đó, nó truyền vào một function. Được chưa các bạn? Với đối số là product. Đó, ví dụ anh muốn reject sản phẩm có ID, product ID như thế này bằng bằng với cái ID mà anh truyền vào đó, thì anh sẽ yêu với cái ID ở đây, được chưa? Thì kết quả cuối cùng anh nhận lại được là một cái product còn lại. Đây, anh cho các bạn xem này. Thì có phải giỏ hàng của chúng ta đang có 3 sản phẩm đúng không? Đây là giỏ hàng hiện tại của chúng ta này, đang có 3 sản phẩm. Nếu mà anh reject cái thằng 189 đi thì lúc này nó sẽ còn 2, được chưa các bạn? Có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ một cái sản phẩm có ID mà chúng ta vừa chuyển lên ra khỏi cái giỏ hàng. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng các section cho đến put, chúng ta put lại vào cái key là card này và chúng ta sẽ truyền cái product có s kia vào. Đó, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ chuyển trang return redirect. Redirect về đâu? Redirect về cái router là cache.index như thế này. Đó. Bây giờ anh chạy thử nhé. Đó, thì các bạn sẽ thấy là à, nó xóa một sản phẩm đi. Được chưa? Đó, đơn giản như thế này. Được chưa các bạn? Đó, cái phần check nếu không có sản phẩm nào thì các bạn có thể if else để show cái message lên là à, không có sản phẩm nào trong giỏ. Đó, thì cái đó anh để các bạn làm vì nó chỉ là if else thôi. Đây. Ok chưa? Công việc tiếp theo mà anh muốn hướng dẫn các bạn làm đó là gì? Cập nhật số lượng sản phẩm. Cập nhật. Thì cập nhật ở đây anh sẽ tạo ra một cái form như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái dòng tiếp theo, đó là TR. Anh sẽ có TD, nhưng mà anh sẽ mở toàn bộ các cột lại. Thì có bao nhiêu cột? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh sẽ mở 6 cột này lại với nhau. Đó. Và trong đây anh sẽ có một cái gọi là cái đầu tiên, anh sẽ để là tổng tiền. Tổng tiền sẽ là bao nhiêu đấy? Anh sẽ align cho nó về bên phải. Đó, được chưa? Anh chạy nó lên. Đó, tổng tiền là bao nhiêu? Thì lát nữa chúng ta sẽ update nó vào. Lát nữa chúng ta sẽ update nó vào. Anh chạy lên. Ok chưa? Rồi tiếp theo anh sẽ có một cái button update ở đâu đó. Đây, giả sử chúng ta sẽ có một cái update ở dưới cùng này. Ví dụ chúng ta chia cái này thành 5 cột đi. Để chúng ta có thêm một cái cột nữa. Đây, đây. Để chúng ta thêm cái cột update vào. Cập nhật, anh sẽ có một cái cột gọi là cập nhật. Anh sẽ mở 4 cột còn lại ở trên này. Đây là 2 thôi, còn trên này anh sẽ là 4. Đó, anh sẽ có cái button update ở đây. Button tai là submit. Đó, được chưa các bạn? Anh sẽ để là cập nhật. Anh sẽ align cái này thành right. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ cập nhật. Còn tổng tiền thì chúng ta sẽ cộng dồn ở trên xuống. Chúng ta sẽ cộng dồn như thế này. Anh sẽ khai báo một cái
cú pháp ở đây để anh tạo ra một cái biến tổng tiền sẽ là tho thường bằng 0. Được chưa bạn? Mỗi lần chúng ta đi qua for x thì thằng total nó sẽ cộng bằng với cái số tiền mà chúng ta cần. Đây. Nó sẽ như thế này. Đây. Thì nó sẽ bằng cộng dồn của cái số lượng nhân viên đơn giá. Ok chưa các bạn? Cộng bằng đây. Thì dưới này anh chỉ cần gắn total vào là được. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy tổng tiền ở dưới này. Đây, chúng ta nên đưa nó vào trong format. Đưa vào number format như thế này. Đơn vị là Việt Nam đồng, giả sử như vậy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cập nhật số lượng. Ví dụ người dùng nhập vào đây là 5, cập nhật lại thì số lượng sẽ phải tăng lên 5. Và đây cũng sẽ tăng lên. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái form bao cái table này lại. Form của chúng ta như sau. Đó. Rồi. Thế đối với cái form này thì chúng ta sẽ có action bằng cái gì? Action sẽ bằng router card store. À sorry, card update. Nó sẽ là router này. Card.update. Và chúng ta lưu lại. Đó. Chúng ta set add lại cho cái form này. Method ở đây thì vẫn để là post, nhưng cái phần router của chúng ta update đang là put thì chúng ta sẽ phải xử lý một chút. Chỗ này anh sẽ để style width bằng 100%. Đó. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Đó, khi các bạn nhấn submit này, gọi đến thì nó báo là không hỗ trợ cái phương thức này bởi vì nó là put. Thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái method ở đây bằng put như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Chúng ta chạy lên này. Đây. Chúng ta chạy lại lên này. Đó. Thì chúng ta sẽ bị cái lỗi 419 expire, bởi vì form ở trong Laravel bất kỳ form nào nó cũng sẽ cần cái token gạch dưới token, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thằng CSRF như thế này. Đây, chạy lên. Đó, ok chưa? Chúng ta đã submit được lên đây. Anh sẽ return này. Đây, ok chưa các bạn? Chúng ta chạy lên này. Đó, được chưa? Thì trên đây chúng ta sẽ làm gì? Trên đây chúng ta sẽ đón nhận được cái dữ liệu mà người dùng nhập vào thông qua cái QTI này. Đây, ví dụ anh chạy lên. Update. Đó, thì anh sẽ có một cái request ở đây, dùng như thế này. Để chúng ta nhận được những dữ liệu mà người dùng nhập ở form. Đây. Đó. Chưa lưu. À, chúng ta lưu rồi, nhưng chúng ta dd request này lên để các bạn có thể xem. Request trở đến on này. Chúng ta gọi request trở đến on. Đó. Thì các bạn thấy QTI chúng ta có hai input mà tại sao lại chỉ nhận được một? Bởi vì sao? Bởi vì tên của chúng ta đang đặt như thế này thì nó sẽ chỉ nhận được một thôi. Đây. Mà dữ liệu của chúng ta thì nó có nhiều input nên chúng ta nên đặt ở đây là một mảng như thế này. Đó, thì các bạn sẽ nhận được cả hai cái input mà người dùng nhập vào, ví dụ như 2 và 3, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta nhận được cái dữ liệu là một mảng như thế này. Và chúng ta muốn là set cái key cho cái giá trị truyền lên bằng chính cái product ID, thì các bạn chỉ cần truyền vào đây là product ID như thế này. Đó, được chưa? Chúng ta chạy thử lên này.
thêm 4 năm submit lên. Đó thì các bạn sẽ thấy là ID của sản phẩm tương ứng với số lượng mà nó nhập vào. Vậy là chúng ta có đủ thông tin để chúng ta update rồi. Chúng ta quay trở lại đây. Đầu tiên anh sẽ lấy ra danh sách sản phẩm có trong giỏ, lấy ra cái cache này và anh kiểm tra nếu một cache cao. Thực ra đây là mình kiểm tra cho chắc thôi, còn nếu chắc chắn là nó có sản phẩm thì mình mới submit được, nhưng mà không thừa chúng ta kiểm tra. Sau đó chúng ta sẽ đi for x cái thằng này, for x cái qti này, được chưa các bạn? Mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được product ID và lấy ra được qti tương ứng, được chưa? Ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cập nhật vào trong giỏ như sau. Chúng ta chỉ cần mỗi lần chạy như thế này, chúng ta tìm ra cái sản phẩm có ID theo điều kiện là ID bằng với product ID. Đó. Ok chưa? Vào first như thế này. Đó, được chưa? Và anh gán là product trong giỏ như thế này. Product in cash. Đó, sản phẩm ở trong giỏ. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trỏ đến cái thằng QTI và gán ghi đè nó bằng cái số lượng tương ứng. Được chưa? Được chưa các bạn? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển trang như thế này. Đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây, anh thử nhá. Ví dụ nhập ở đây là 10 thì chắc chắn số lượng đây nó sẽ phải tăng lên 10. Chưa được. QTI bằng cash first QTI này bằng đúng với cái QTI này. Anh xem tại sao chúng ta lại chưa được 10 này. Chúng ta xem nó đã chạy vào đây hay chưa. Thì chúng ta sẽ có cast đã nhận bằng 10 hay chưa. À rồi, chỗ này request phải là QTI, sorry các bạn. Đây. Đó. Sẽ là 10. Update. Đó, các bạn thấy số lượng nó tăng lên 10 này. Ví dụ 20. Đó, đồng thời tổng tiền nó cũng sẽ tăng lên. Chúng ta mua tiếp này. Đó, quay ra trang chủ mua tiếp này. Đó, quay trở lại đây. Chúng ta có ngần này sản phẩm 5 đó. Ok chưa các bạn? Nếu mà người dùng nhập vào đây là một chuỗi hoặc là một số âm thì chúng ta sẽ bỏ qua. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm như thế này. Nếu mà người dùng cố tình nhập vào đây là một chuỗi, có nghĩa là thằng QTI này nó nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhập bằng 0 chúng ta cũng bỏ qua, hoặc là nó không phải là số enumeric QTI thì chúng ta sẽ bỏ qua thôi, continue. Đó, như thế này. Đây, anh lấy ví dụ. Nếu họ cố tình, tại sao anh lại không để đây là input number, chúng ta đợi check cho trường hợp chuỗi? Tại vì anh muốn sâu ra cái cây này để các bạn nắm được và biết cách xử lý. Đó, được chưa? Nếu không cũng không được. Được chưa? Nếu một ok tiền giả. Đó, được chưa các bạn? Nhập 5, 6, 7 như thế này. Chắc chắn nó sẽ tăng lên. Đó, ok chưa? Vậy là anh đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần giỏ hàng đối với project bán hàng này. Và chúng ta đã thực hiện nó bằng Laravel. Ok, các bạn hãy xem lại và làm nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt. Đây. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái link gọi là empty
tức là xóa tất cả sản phẩm đi. Đó, thì các bạn chỉ cần gọi đến section và flag cái section đó là được. Anh sẽ không làm phần này nữa, anh để cho các bạn tự xử lý. Nó vì nó cũng khá là dễ. Rồi, ok, chào các bạn.